Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái về phân số đúng không? Về phân số, thầy đã làm tất cả những gì ở trên phân số đó và chúng ta đã nắm rồi. Từ clip ở tiết 1 cũng như là tiết 2, nói chung là rất những kiến thức cực kỳ cơ bản ha. Và thầy nói luôn là cái việc so sánh phân số đối với số âm, số dương với lại số 0 thì chắc có lẽ chúng ta đã biết đó, và cũng đã biết cách sắp xếp rồi. Theo thứ tự mà từ lớn tới nhỏ hay từ nhỏ tới lớn thì chúng ta đã biết phải không? Nếu mà từ lớn giảm dần hay tăng dần em? Nếu giảm dần thì chúng ta sắp xếp là từ lớn tới tới bé, còn tăng dần thì chúng ta sắp xếp là từ bé tới lớn. Còn giữa hai phân số âm và dương thì chắc chắn dương sẽ lớn hơn âm. Giữa số 0 thì 0 sẽ lớn hơn âm và sẽ bé hơn dương. Tí nữa về số thập phân thầy sẽ nói chỗ đây xong. Về hai bài toán phân số thì bài toán 1 này, tìm giá trị phân số một số cho trước. Được chưa nào? Công thức đã có rồi. Còn bài toán 2 thì tìm một số biết giá trị một phân số của nó, thì các em nhớ cái từ khóa của nó đây là của nó bằng này, thì chúng ta phân biệt được nha. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em về đó chính là số thập phân các em nha. Số thập phân. Số thập phân thì ở đây chúng ta hình dung như này này. Ví dụ ta có này, thầy cho một cái đơn giản để chúng ta phân biệt này. Phân số của ta thì nó sẽ có dạng là A phần B, đây là phân số. Số thập phân thì thường nó có dấu gì? Dấu phẩy. Ví dụ như A phẩy B C D E đó. Đúng không? Thì em lưu ý này, ở cái dấu phẩy này rất quan trọng này. Thì cái phần đằng trước ở dấu phẩy này này, cái phần này á, người ta gọi là phần nguyên. Đây là phần nguyên. Còn cái phần này á, gọi là phần thập phân. Phần thập phân. Phần thập phân thì phần thập phân đối với cái B này này, nó có hai cách đọc. Thứ nhất, cái cách đọc thứ nhất là gọi là số thập phân thứ nhất. Có một số sách đó, nó đọc là số thập phân thứ nhất. Được không nào? Có một số sách người ta không thích đọc số thập phân thứ nhất thì nó đọc là chữ số phần gì? Các em, chữ số phần 10. Cũng là nó nha, thầy đọc này. Chữ số thập phân thứ nhất, chữ số thập phân thứ hai, chữ số thập phân thứ ba, chữ số thập phân thứ tư. Cứ như thế đọc ra. Còn không thích thì đây là chữ số phần 10 này. Phần 10 nghĩa là 1 phần 10 đấy. Em hiểu nào? C này chữ số phần trăm này, D là chữ số phần nghìn này, E này chữ số phần chục nghìn. Cứ như thế. Còn ở phần nguyên này, ví dụ trước đây ví dụ nó có thêm là ví dụ như H, ở đây G, ở đây F đi, ví dụ thế. Thì nó theo thứ tự đây là hàng gì? Đây là hàng đơn vị này. H này là hàng chục này, đơn vị chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu, trăm triệu đó. Cứ như thế đọc ra. Còn từ dấu phẩy này, đây là hàng thập phân, đây là hàng nguyên. Cái hiểu là thầy lấy ví dụ. Ví dụ như là 34,654 đi, ví dụ thế. Thì cái hàng đơn vị là số mấy em? Hàng đơn vị là tương ứng chữ số 4 này, hàng chục này. Chữ số phần thứ nhất, chữ số phần thứ hai, chữ số phần thứ ba. Các em hiểu nào? Chúng ta phải phân biệt trước là như vậy cái đã, rồi mình tính tiếp. Ok chưa? Thầy giới thiệu cái chữ số thập phân như vậy chúng ta đã hiểu không nào? Cái từ dấu phẩy này ra là hàng thập phân, đằng trước dấu phẩy này là số nguyên. Số nguyên thì bắt đầu là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn. Còn đây là chữ số gì? Hàng chục, chữ số hàng trăm, chữ số hàng nghìn, chữ số hàng chục nghìn. Đây là phần 10 đó, phần trăm, phần nghìn. Còn ở đây đọc có thể đọc là chữ số thập phân thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó, cứ đọc ra là cái thứ nhất. Ok, có kiểu là minh họa này như thế. Bây giờ tiếp tục tới cái việc so sánh nha, so sánh số thập phân. So sánh số thập phân á thì em lưu ý này, dương, nhớ dương thì phải lớn hơn âm. Số 0 thì sẽ lớn hơn âm và sẽ nhỏ hơn dương, cỡ cả số thập phân hay phân số gì cũng vậy. Các em hiểu nè. Còn hai thằng âm và hai thằng dương thì bắt buộc phải xét ở phần nguyên trước rồi mới xét tới phần thập phân xong. Thì là ví dụ bây giờ chúng ta so sánh ví dụ như là 2,3 so với 3,2 đi, được không nào? Thì đây là hai thằng dương, số thập phân dương. Thì các em thấy này, phần nguyên chúng ta phải so sánh phần nguyên trước. Phần nguyên ta đây là số 2,
phần nghiêng đây là số 3, chứng tỏ 3 sẽ lớn hơn 2, chứng tỏ thằng này lớn hơn. Được không? Giờ hai âm ví dụ 3,4 với lại là âm 3,52 đi, ví dụ thế. Bây giờ đây là số âm. Số âm mà đây phần nguyên là âm 3 này giống nhau. Chứng tỏ ta sẽ so sánh phần tập phân. Phần tập phân ở đây là số 4 mà đây là số 5. Nếu như ở đây là không có hai dấu âm này á thì 5 nó sẽ lớn hơn 4 thì thằng này lớn hơn. Nhưng ở đây khi chúng ta đặt dấu âm vô thì âm 4 này sẽ lớn hơn âm 5, chứng tỏ thằng này lớn hơn. Hiểu chưa? Đối với số 0 thì chắc chắn sẽ lớn hơn số âm, ví dụ như là âm 2,1 chẳng hạn. Số 0 nó sẽ nhỏ hơn số dương, ví dụ 1,2 thì thằng này sẽ lớn hơn. Được không? Về so sánh thì chúng ta phải làm như thế. Số tập phân. Còn khi người ta đưa ra thì chắc chắn nó không thể nào mà nó dễ giống như những số này được. Nó số lần ngần đánh lừa các em. Nhưng mà chúng ta phải nắm được cái kiến thức cơ bản chắc là gì. Khi so sánh thì chúng ta phải so sánh phần nguyên trước, phải ưu tiên phần nguyên trước. Nếu phần nguyên nó giống nhau, trong cái phần nguyên đó chúng ta phải rà soát từ cái hàng gì, cái hàng lớn nhất trước rồi tới hàng tiếp theo. Ví dụ này 3,4,5,6,7,8 đi, so sánh với lại là 3,5,4,6,7,8 nhìn thì có bị giống nhau nhưng nó không phải không giống nhau đâu. Ví dụ ở đây thì chúng ta phải so sánh cái hàng lớn trước, ở đây là hàng gì, hàng trăm này, ở đây là số 3, đây là số 3 giống nhau. Bây giờ tới hàng chục, đây là số 4 và đây là số 5. Đằng sau này thầy không quan tâm, ở đằng sau này thầy không quan tâm nó là cái gì, kệ nó. Được nào, kệ nó, ta không quan tâm. Như vậy chúng ta phát hiện rằng là số 4 này nó nhỏ hơn số 5 thì ngay lập tức thằng này lớn hơn, vậy thôi. Vậy đó, hiểu chưa? Rồi. Còn mọi chi tiết thì chúng ta phải xem, nếu như chúng ta muốn biết chi tiết hơn nữa thì bắt buộc phải xem vào các bài của nó tương ứng ở trong sách giáo khoa. Chúng ta yếu cái gì thì chúng ta vào đó các em xem cái đó. Hiểu không nào? Rồi, bây giờ so sánh số tập phân là xong ha. Bây giờ thầy muốn nói các em là chỗ cộng trừ nhân chia. Trước khi mà cộng trừ nhân chia thầy muốn nói chỗ đây là quy tắc chống ngoặc trước. Thầy nhắc là quy tắc chống ngoặc. Quy tắc chống ngoặc này thì nó sẽ giống với lại là số nguyên này. Giống với số tập phân. Nhớ này, nguyên tắc này, nếu dấu cộng mà đứng đằng trước dấu ngoặc thì chúng ta giữ nguyên dấu. Thầy lấy ví dụ như là 2,1 cộng cho đây ngoặc 3,2 trừ cho 5,3 đi bằng. Thầy chưa nói phép tính nhá, thầy chỉ cho các em bỏ dấu ngoặc thôi. Như vậy thì ở đây đằng trước đây người ta không ghi đây là dấu ngoặc thì cái ngoặc này chúng ta không đụng chạm gì cả, chúng ta bỏ ngoặc ra mà không làm gì hết. Và sau đó chúng ta tính. Có được không nào? Nhưng khi dấu trừ đứng đằng trước dấu ngoặc thì chúng ta phải đổi dấu ở trong ngoặc. Ví dụ cũng cái bài này. Nhưng thầy đặt dấu trừ ra để các em đối chiếu nha. Thì cái anh đứng đằng trước này không có liên quan hết thì các em cũng ghi lại, không có làm gì hết á. Rồi bây giờ trừ đúng không? Ngay chỗ đây người ta không ghi nghĩa là dấu gì? Ngay chỗ đây không ghi nghĩa người ta ngầm hiểu nó là dấu cộng. Trừ với cộng thì thành trừ. Phải đổi dấu. Trừ cộng thì thành trừ nè. Em hiểu không? Trừ này thành gì? Thành cộng. Sau đó các em tính ra. Tính thì tí nữa thầy chỉ cách tính. Cộng trừ nhân chia. Thầy gộp chung luôn một cái luôn. Cái đường nè. Rồi. Quy tắc chống ngoặc. Ok chưa? Cỡ cả phần số nguyên, số tập phân hay là số phân số thì chúng ta sẽ áp dụng như thế. Cứ dấu trừ đứng trước dấu ngoặc là mở ngoặc ra là đổi dấu bên trong, còn dấu cộng thì chúng ta giữ nguyên dấu. Rồi bây giờ chúng ta đi sang bốn cái phép cộng trừ nhân chia số tập phân ha. Bây giờ cộng trước. Cộng thì chúng ta nhớ một điều là cộng số nguyên theo số nguyên, hàng tập phân thì theo hàng tập phân. Hãy lấy ví dụ như là 3,24 nha, chúng ta cộng cho 2,1 bằng. Bây giờ thực hiện phép cộng thì ở đây chúng ta sẽ làm ngoài nháp trước này. Em nhìn này, em đặt 3,24 ở đây hàng tập phân, ở đây là hai số, đây là
Thứ nhất, thứ hai thì các em sẽ đặt như này. Phần số nguyên ở đây là 3 và đây 2, chúng ta đặt số nguyên dưới đây. Sau là chỉ số thập phân thứ nhất, là theo chỉ số thập phân nhất ngay chỗ đây không có thì chúng ta ngầm hiểu là số gì? Số 0 này. Ta cộng 4 cộng 0 thì bằng 4, 2 cộng 2 cộng 1 là bằng 3. Phẩy ở đây 3 cộng 2 là bằng 5, chứng tỏ đây bằng 5,34. Còn bây giờ chúng ta bấm trong máy tính. Bấm trong máy tính này. 3,24 chúng ta bấm này, 3. Cái dấu phẩy là cái dấu chấm này nha. 3. Đây, 3. Chưa mở lên mà 33 miếng. 3 này. Phẩy này. 24 này. Các em thấy không? Cộng thì phải cộng ở đây. 2,1. Rồi, bấm cho bằng thôi. Nó ra như này đúng không? Ra như này á thì một số bạn sẽ ủa sao lại ra phân số, tại vì máy tính này nó đã mặc định sẵn em. Chúng ta chuyển từ phân số này về số thập phân, ta bấm chữ SD này, bấm chữ SD này. Đó, 5,34. Hiểu chưa? Ok không dê chứ nào. Rồi. Ví dụ 2. Ví dụ như là 27,657 cộng cho 3,52 đi, bằng. Bây giờ thực hiện cái này ngoài nháp như sau này. Chúng ta 27,657 đi. Cái đây là hàng gì? Hàng đơn vị. Hàng đơn vị này nó sẽ tương ứng với số 7 này là hàng đơn vị này. Chứ các em đặt số 3 này mà dưới số 2 này là các em sai. Tại vì đây là hàng đơn vị mà các em đặt ở chỗ đây là hàng chục là sai nha. Các em hiểu không? 3,52 chứng tỏ 0,52 cộng ở đây. Tí trừ cũng vậy nha. Cứ chúng ta đặt theo thứ tự. Hàng đơn vị theo hàng đơn vị, hàng chục theo hàng chục, hàng trăm theo hàng trăm. Chữ số thập phân thứ nhất theo chữ số thập phân thứ nhất, cứ như vậy. Ta cộng xuống 7 cộng 0, nghe đây không có nghĩa là số 0 này. Ta ngầm hiểu này thì không này, 7 cộng 0 là bằng 7 này. 7 này. 6 cộng 5 là bằng 11, viết 1, nhớ 1 ở đây. 7 cộng 3 là 10, nhớ 1 ở đây, 1 ở đây ha. Chỗ đây phẩy này. 1 đây chứng tỏ là 3 bằng ở đây là bằng 31,177 này. Bây giờ chúng ta sẽ bấm máy tính xem thử đây tính nó đúng hay không nha. 27,657 cộng 3,52. Rồi. Được không? Ok. Hiểu, cái này làm ngồi nháp này. Này làm ngồi nháp, này làm ngồi nháp này. Còn giáo viên mà cho đem máy tính thì sướng, nhưng mà ít nhất trong đầu người ta phải biết thực hiện như thế nào, chứ làm dùng máy tính quá thì cũng không được. Nhớ chưa? Rồi, cộng. Trừ cũng vậy. Trừ thì cũng giống như cộng nha, trừ. Thầy cho một ví dụ nhanh thôi. Ví dụ như là 3,45 chúng ta trừ cho 2,22 đi. Ví dụ đấy bằng. Ta đặt ngồi nháp 3,45. Chúng ta đặt đây hàng đơn vị số 2 dưới số 3. Trừ ở đây ra. 5 trừ 2 bằng 3. 2, 1. Xong. Nhưng mà kết quả ở đây sẽ bằng 1,23. Không tin bấm máy tính xem được cái này dễ mà ha. Nhưng mà đây 1,23 xong nha. Bây giờ tới nhân. Nhân thì nó lại khác à, nhân thì nó lại khác với cộng với trừ. Bây giờ thầy lấy ví dụ này. Ví dụ 3,21 nhân ở đây cho 2,1 đi, ví dụ thế. Bây giờ nhân này, nhân hơi khó hơn chút, ta để ý này. Để nhân ấy, ta làm người nhắc như sau. Các em bỏ dấu phẩy này đi. Bỏ dấu phẩy, các em lấy 321. Nhưng mà các em phải nhớ chỗ đây mấy chữ số thập phân, 1, 2. Ở đây một chữ số thập phân đúng không? Các em nhân cho 21 ở đây. Tí thầy sẽ chỉ em xem. Bây giờ chúng ta để nhân thì, nếu mà nhân như này thì chúng ta ở tiểu học, bản thân tiểu học chúng ta được học rồi chứ không phải là chưa học. Ta lấy 1 nhân lên thì bằng 1, 2, 3 đúng không? 321. Bây giờ tới số 2 này, 2 x 1 bằng 2, đặt nhớ phải thuộc vào một đơn vị nha. 2 x 1 bằng 2, 2 x 4, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, đó. Tới đây thì cộng lại 1, 4, 7, 6. Bây giờ điếm này. Ở đây mấy chữ số thập phân này, 1, 2. Đây mấy chữ số thập phân, 1 chữ số thập phân cộng lại là, ở bên đây là 2 chữ số thập phân, ở bên đây là 1 chữ số thập phân, là 3 chữ số thập phân đúng không? 3 chữ số thập phân thì chúng ta sẽ điếm 1, 2, 3, phải chỗ đây. Hiểu không? Bây giờ bấm máy tính xem thử thầy làm đúng hay không nha. 3,21 nhân ở đây 2,1 bằng. Thấy chưa?
Đúng chưa, đúng chưa, đúng chưa? Ok. Hiểu không? Như vậy đây sẽ là 6,741. Thế thôi. Cứ như vậy. Chúng ta đếm và chúng ta phải cho nó tương ứng. Hiểu không? Hiểu đúng không? Rồi, bây giờ tớ chia nha. Nhân là được rồi đúng không? Bây giờ chia, chia thì cũng còn bị khó hơn nhân một xíu nữa các em. Thì lấy ví dụ nè. 8,446 các em chia cho 4,12. Nha, bây giờ để chia ấy thì thông thường chúng ta sẽ tiến hành nhân nhân cho bao nhiêu? Nhân cho bao nhiêu thì phụ thuộc vào cái số chia này để mất cái dấu phẩy này các em. Được không nào? Thì các em đếm này. Bây giờ các em làm cái này ngoài nháp này. 8446 các em chia ở đây cho 412 đúng không? Bây giờ chúng ta đếm này. Từ dấu phẩy chúng ta đếm ở chỗ số bị số chia này trước. Từ dấu phẩy này là ra mấy? 12. 12 đúng không? Thì từ cái dấu phẩy này anh đây là mấy? 123 thì chúng ta ra hai số 12. Chúng ta phẩy chỗ đây này. Được không? Chúng ta phẩy chỗ đó đó. Như vậy chúng ta phẩy ở chỗ đây. Hay nói cái khác là gì? Ở đây này. Chúng ta nhân mấy? Chúng ta ngầm hiểu là nó nhân 100 và đây nhân 100. Nhân 100 thì dấu phẩy này nó sẽ mất. Nhân 100 này thì nó lùi ra hai chữ số thập phân thì dấu phẩy này nó sẽ di chuyển ra bên đây. Đó, nó có hai cách giải thích là như vậy. Sau đó các em lấy cái này chia cái này. Được không? Còn muốn mà ngon nữa ấy, bây giờ thầy muốn mất dấu phẩy ở đây thì chứng tỏ ở đây thầy nhân 10 thì thầy ở đây nhân 10, chứng tỏ giờ mất dấu phẩy ở đây, không có dấu phẩy đây thì thầy sẽ nhân ở đây là thêm một số 0 nữa. Được không? Rồi, lấy này chia thì bằng 2. 2 nhân 0 bằng 0. 4 2 8 đặt cái này trừ ra 6 0 2. 602 thì không thể nào mà chia được. Đâu chia được. Chứng tỏ chúng ta làm gì các em? Hả? Không chia được thì sao? Chúng ta sẽ ra là mượn ở đây 0. Thằng đây sẽ gì? Phẩy cũng không chia được nữa, chúng ta mượn một con nữa thì thêm 0 ở đây. Đúng không? 20 chia 4 được 5. 0 0 đúng nè. 1 6 20 đây 0. Như vậy kết quả đây sẽ bằng là 2,05. Vậy thôi, xem thử thầy làm có đúng hay không nha. 8,446 chia cho 4,12 sẽ bằng 2,05 đúng chưa? Như vậy nhân cộng trừ nhân chia số thập phân là ok chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang một phần nữa khá là quan trọng, đó chính là làm tròn số ha. Làm tròn số, chờ thầy gấp tờ giấy nha. Làm tròn số thì các em nhớ này, ước lượng mà làm tròn số ấy thì cái điểm mấu chốt ở đây việc làm tròn số đó chính là số mấy? Đó chính là số 5. Số 5. Cái số 5 này này khá là quan trọng. Nghĩa là nếu như mà nó từ số 5 trở lên á, từ số 5 trở lên nha, thì chúng ta sẽ như cộng 1 đơn vị. Còn từ số 4 trở xuống, trở xuống thì đối với số nguyên á, đối với số nguyên thì chúng ta sẽ thêm thêm các chữ số 0. Còn đối với số thập phân, đối với số thập phân thì chúng ta bỏ đi. Thầy viết như này các em có hiểu không nào? Bây giờ thầy lấy ví dụ nha. Ví dụ bây giờ thầy làm số nguyên trước. Bây giờ thầy yêu cầu làm tròn số cho ví dụ tròn số 1, 2, 3, 5, 6 đến hàng nghìn. Đến hàng nghìn đúng không? Bây giờ các em nhìn nè. 1, 2, 3, 5, 6 gần bằng này. Bây giờ chúng ta sẽ đến nè. Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn. Hàng nghìn là thằng này. Đây chính là chữ số hàng nghìn nè. Đến hàng nghìn là đến chữ số 2. Đến chữ số 2 thì chúng ta phải nhìn cái số đứng đằng sau của nó là số mấy. Cái số đó nó lớn hơn hay là nhỏ hơn 5 à, rơi vào trường hợp này. Như vậy đứng đằng sau nó là chữ số gì? Là chữ số 3. Chữ số 3 này lớn hơn hay là nhỏ hơn 5? Cái số này là nhỏ hơn 5. Nhỏ hơn 5 chứng tỏ rơi vào trường hợp này là 4 trở xuống.
Mà đây là thuộc là số gì? Số nguyên, chứng tỏ phải thêm về số 0 chứ chúng ta không bỏ đi. Chứng tỏ là gì? Chúng ta giữ là cái số 2, 1, 2. Cái số 2 này chúng ta không cộng một đơn vị. Ta không cộng một đơn vị. Em hiểu nào? Và đồng thời bắt đầu từ chữ số 3 này chúng ta sẽ thêm bởi là các chữ số 0. Được không? Tương tự như vậy, làm tròn số 1, 2, 3, 8, 5, 6, 7, 8, 9 đến hàng triệu. Đến hàng triệu, bây giờ thầy viết lại 1, 2, 3, 8, 5, 6, 7, 8, 9. Thầy đang làm số nguyên trước nha. Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu. Đây là chữ số 3, đây là triệu, thầy gạch chân ở đây. Làm tròn tới chữ số 3 này. Đằng sau chữ số 3 là chữ số mấy? Chữ số 8. Chữ số 8 này nó lớn hơn 5, chứng tỏ cộng 1. Cộng 1 đơn vị vào cái chữ số cần làm tròn. Và từ số 8 này trở đi là chúng ta thêm bởi chữ số 0. Em hiểu chưa nào? Như vậy 1, 2, bây giờ số 3 chúng ta cộng thêm 1 đơn vị là chữ số 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là chúng ta thêm 6 chữ số 0 nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, xong. Hiểu không? Hiểu tới chữ số hàng triệu chưa? Ok, hiểu chưa? Tương tự như vậy, bây giờ làm tròn số, ví dụ như là 76,421 đến chữ số thập phân thứ nhất. Thứ nhất này, chữ số thập phân thứ nhất là chữ số 4, thì chúng ta nhìn đằng sau là số 2. 76,421 thì cái hàng đơn vị này ghi lại. Chúng ta làm tròn chữ số thập phân thứ nhất là chữ số 4, thì nhìn vào chữ số 2. Chữ số 2 này nó nhỏ hơn 5, chứng tỏ chúng ta bỏ đi. Nghĩa là chúng ta bỏ hai thằng này đi chứ không phải thêm số 0. Nghĩa là bằng 76,4. Được không nào? Ví dụ như là 89,56721 đi. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2. Do thầy có việc em, giờ phải đi dạy rồi. Nên là nhanh một chút em nhé. Như vậy thì ở đây này, em nhìn này. Chữ số thập phân là chữ số mấy? Đây, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm là chữ số 6. Chữ số 6 thì nhìn giùm thầy, đây là chữ số 7. Chữ số 7 thì nó sẽ lớn hơn 5, chứng tỏ cộng một đơn vị ở đây. Và đằng sau ba chữ số này người ta bỏ đi, không có viết thêm chữ số 0. Như vậy 89,5 số 6 cộng một đơn vị trở thành là số mấy? Số 7. Thầy hơi nôn một xíu em đó. Hiểu chưa? Đó. Cứ nhớ không thầy nguyên tắc như vậy. Nếu mà từ 5 trở lên thì cộng một đơn vị. Từ 4 trở xuống là không cộng một đơn vị. Đối với số nguyên thì chúng ta sẽ thêm số 0. Còn nếu số thập phân thì chúng ta bỏ đi. Nhớ nha. Còn các em muốn xem chi tiết thì vào trong các cái bài giảng của thầy, của từng bộ sách là các em xem là cực kỳ dễ hiểu luôn. Ok. Thầy nói nhanh một phần nữa, đó chính là phần tỷ số và tỷ số phần trăm nha. Về tỷ số, tỷ số ví dụ A chia B thì chúng ta có thể viết trở thành là A phần B. Ví dụ tỷ số của 3 với 5 thì nó chính là 3 chia 5 hoặc là 3 phần 5. Còn tỷ số phần trăm, tỷ số phần trăm nghĩa là A phần B nhân cho gì? Nhân cho 100%. Thì cái kiến thức này nó rất là dễ, nên chắc thầy mời các em là xem lại xem lại các bài ở trong sách giáo khoa. Do phần này thứ nhất là nó dễ, thứ hai là do thầy bây giờ phải lên trên lớp để dạy các em, thầy tranh thủ thời gian của thầy thôi. Nên là thầy hy vọng các cái kiến thức của thầy chia sẻ phần tổng ôn đến đây là cái phần phân số và số thập phân là kết thúc em nha. Trong phần tiếp theo ở phần 2 thì thầy sẽ làm ở phần hình học phẳng. Cứ cái nào mà giống nhau của ba bộ sách thì thầy làm trước, rồi thầy sẽ làm riêng sau. Chúc em học tốt, bye bye nha. Ok.